Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Ngày càng gây thương nhớ bởi sắc vóc cuốn hút, Ninh Dương Lan Ngọc luôn chiếm trọn vị trí mỹ nhân trong lòng người hâm mộ Việt. Bên cạnh đó, góc người đẹp 9X cũng có sự thay đổi tích cực theo hướng sexy, gợi cảm. Là ngọc nữ đắt sâu nhất màn ảnh Việt ở thời điểm hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc có mọi thứ trong tay, tài năng diễn xuất, nhan sắc ngọt ngào và mức độ nổi tiếng nhất định. Ấy vậy mà sự tươi trẻ, hồn nhiên của mỹ nhân 9X vẫn giữ nguyên vẹn như ngày này. Đây cũng chính là điều đặc biệt giúp Ngọc luôn được người hâm mộ yêu mến và theo dõi từng bước đi của cô. Nếu như ai còn nhớ thì trước đây dù là diễn viên cực xuất sắc, Ninh Dương Lan Ngọc hiếm khi được đánh giá cao trong địa hạt thời trang. Nàng cám thường xuyên trưng diện trang phục xến xúa, nhiều màu và không định hình được cá tính riêng. Con đường đến với thời trang đẹp đúng nghĩa của người đẹp sinh năm 1990 cũng lắm gian nan. Nhưng dẫu sao giờ đây, cô cũng có thể tự hào vì gặp ăn mặc ngày càng thăng hạng. Phong cách quyến rũ hay ấn tượng chiếm sở họ lì tật chẳng thua kém chị em nào trong showbiz. Sở hữu chiều cao 1m65 khá chuẩn cộng thêm thân hình mảnh khảnh cân đối, Ninh Dương Lan Ngọc cân được mọi thể loại thời trang, khả năng phối đồ lên tay. Khi thì trẻ trung năng động, lúc lại quyến rũ điệu đà phù hợp với sự kiện và bối cảnh tham gia. Dường như mọi xu hướng thời trang mới nhất đều được nữ diễn viên bắt kịp và dung hòa cùng cá tính riêng để nổi bật nhất có thể. Lục một phun trắng. Là một tín đồ thời trang luôn cập nhật những xu hướng mới, Lan Ngọc cũng đã ứng dụng thành công mốt online. Người đẹp gốc Sài Thành mix áo quay ôm ngực cùng quần tây phòng đứng, đi kèm giày cao gót với dáng thoải mái. Để tăng thêm điểm nhấn của cây đồ trắng tốt này, cô chọn cho mình phụ kiện là kiểu túi đang thịnh hành ché nổ gạ bờ gì ẻn sở mồn hổ bồ bạc có giá hơn 100 triệu. Lục hai phun vàng. Nếu là cô nàng yêu thích màu sắc và muốn mình trở nên thật nổi bật trong mắt đối phương, cách tuyệt vời nhất đó chính là trưng dụng nguyên cây vàng. Tuy nhiên, với độ chói trang tự nhiên của tông màu này mà bạn chẳng cần phải tốn nhiều công mix mặt hay phối với đủ món phụ kiện cầu kỳ. Thay vào đó, chỉ cần bạn kết hợp một set đồ vàng chóe đi cùng các phụ kiện mang gam màu cơ bản như đen, trắng là đã có cho mình một set đồ sở chít xì thai ấn tượng. Áp dụng tip này, Ninh Dương Lan Ngọc chọn áo crop top và kính mắt màu đen sửa tồn. Nhấn nhá một chút với lụt mạ kẻ út sát xảo một chút thôi là ngọc nữ đã sinh hết phần người ta rồi. Lục ba set trắng pha đen. Giả sử bạn thắc mắc Lan Ngọc mua đồ hiệu làm gì cho nhiều, thì là để diện lúc đi dạo phố sương sương. Chẳng hạn như set đồ mới nhất cô vừa mặc, trông thì đơn giản nhưng cực đắt giá. Ví như chiếc túi nhỏ xinh làm bằng chất liệu nhựa trong suốt chẽn đi đến từ thương hiệu Louis Vuitton mà không phải xệ lẹp nào cũng có mắt tinh tường để phối vào. Mẫu dùm xịt có đường cắt xẻ táo bạo giúp nàng cắm khoe nét đẹp sexy mà không cần phải phô phang quá nhiều. Để hặc chân một cách triệt để hơn thì dáng quần ống loe này là sự lựa chọn tuyệt vời. Lục 4 đầm xanh dương. Hòa nhịp với xu hướng mùa hè, không ít mỹ nhân chọn cho mình phong cách nổi bật để xuống phố cùng tông màu xanh navy. Không nằm ngoài xu hướng chung, Lan Ngọc diện chiếc đầm 2 dây phòng xuông. Để hoàn thiện set đồ, cô phối cùng áo kimono lụa có hoa văn ấn tượng. Và cũng như mọi cô gái khác, Lan Ngọc mê mẩy thót chẻn mang tên phụ kiện ngọc trai. Không còn chỉ là những sợi dây chuyền nhàm chán mà hiện hữu trên những chiếc cặp tóc, khuyên hai điểm xuyết vàng kim sinh lung linh, sang trọng mà vẫn toát lên sự nữ tính, trẻ trung. Lục năm đầm hồng pastel. Ví Lan Ngọc như một nàng thơ quả không sai, thiết kế váy màu hồng pastel có chi tiết cúp ngực trên tạo nên khoảng hở táo bạo khoe những đường nét gợi cảm trên cơ thể. Thân dưới của bộ váy được may đồng bền đẹp tựa như một bức tranh. Hình ảnh mới của ngọc nữ được nhiều khán giả khen ngợi. Hóa thần tiên tỷ tỷ cùng váy đính đá điệu đà, người đẹp còn gây mê khán giả với lụt mạ kẻ út nhấn vào đôi môi đỏ làm bật lên nước da trắng hồng. Vì son đỏ đã rất nổi bật nên việc trang điểm mắt thật tự nhiên là một cách khôn khéo để tạo sự cân bằng cho khuôn mặt. Để đôi mắt trông tự nhiên như không tô vẽ nhưng vẫn sáng rỡ và trong trẻo, bạn hãy chọn phấn mắt thật gần với màu da tự nhiên. Tóc cột cao giúp đường nét gương mặt thanh tú lại càng thanh tú hơn. Nói chung cứ học Lan Ngọc mà làm thì chuẩn. Hiện tại, Ninh Dương Lan đang ở Huế để tham gia dự án phim điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu 3, Nàng Dâu Xứ Huế. Bên cạnh đó, nữ diễn viên 9X bật mí sẽ có một món quà vô cùng bất ngờ dành tặng người hâm mộ nhân kỷ niệm 10 năm cô theo đuổi con đường nghệ thuật. Đây như lời tri ân của cô gửi đến khán giả vì đã luôn đồng hành và yêu mến trong suốt thời gian qua.
Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.